Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 39 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ và nhóm bạn của mình đang phản công kịch liệt lại với lại chiêu giành lại thị trường của công ty Phi Bằng đã quấy rối hầu hết các điểm bán hàng của công ty Phi Bằng sự việc tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Đầu đường cách đồn công an khu phong cảnh 2 km, tân nhiễm và diệp dục dân đợi ở đó, chủ yếu là lấy bút ký hình các nơi gom lại. Có thứ này biết đâu có cơ xoay chuyển, cách dễ nhất là bắt giam đám người kia một tuần, đợi đa đổi cũng là cảnh con người mất. Người cuối cùng đưa bút ghi âm tới là ở khu Mai Viên Cô gái buộc tóc đôi ngựa khi đưa cho tần nhiễm thì khuất mặt vẫn còn sợ hãi Họ sơ qua chuyện xảy ra Nghe là chó phao quán thì cả tần nhiễm có cảm giác không nói đến lời An ủi vài câu Cô gái kia trước khi đi còn vô y nói một câu Trời lý tần Đã truyền hình tới độ đấy Vừa xong còn chặn xe chúng tôi hỏi chuyện xảy ra hôm nay Cái gì? Ở đâu? Tần nhiễm giật mình Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa chuyện xấu đã đi ngàn dặm Cách điểm tiêu thụ của chúng ta không xa Họ đang quay hiện trường Vậy cô nói gì Em không nói gì Cô gái lắc đầu Các cô cứ về đi Tần nhiễm an bài Lấy bút ghi hình Tình hình mới phát sinh Làm cô hơi nghi ngờ Tạm thời gạt sang bên Tới tầng đồn công an Đây chỗ này Đúng là hàng giả Bọn nó sợ bị người ta phát hiện chuẩn bị dấu đi đánh vài dấu chấm hỏi và bức ảnh bắt mắt chút trong xe thẩm vấn nhân viên kỹ thuật theo sự chỉ huy của người đứng sau phóng ảnh làm nét sau khi xác nhận người phía sau cầm điện thoại lên bấm số đúng thế phóng viên vu có thể xác nhận hình ảnh ở phút thứ sáu dây số 3, cung cấp không ít thông tin lời nói truyền từ trong xe ra ngoài ngoài xe giữa khoảng bãi đô xe tới đỉnh ngũ long cái lán sụp đổ thành ảnh minh chứng Nữ phóng viên vừa bỏ điện thoại xuống camera Cameraman phía sau đi theo Tìm kiếm người chứng kiến Quá chặt quán lão hứa gần đó Chỉa micro tới Chú ơi cách đây hơn một tiếng Nơi này sẽ ra chuyện gì thế ạ à? Thì bọn họ bắt nàng giả Bị du cách phá quán thôi mà Lão hứa bày ra một bộ mặt thôn dân thật thà Đối đáp trơn tru Chú biết những người bán nàng đó tới từ đâu không Tôi không biết Thế họ vẫn bán ở đây ạ? À? Ồ không, hôm nay mới tới, lừa tiền du khách xong chạy mất rồi. Chú ơi, họ có mấy người à? Bảy tám người bị đồn công an bắt đi cả rồi. Khi đó bọn nó bắt đồ uống giả, có người khác phát hiện không ạ? À? Phát hiện cái gì? Còn có đồ giả bán chưa hết trong đó đấy, cô cứ vào mà xem là thấy. Phóng viên nghe thấy mừng đá mặt, không phỏng vấn nữa. Cameraman chạy nhanh hơn chó đuổi, tới điểm tiêu thụ nơi đó có cả đống người hiếu sự tập trung mỹ nữ phong viên cầm micro hướng về phía màn hình các đồng chí du khách chúng tôi là tổ phóng viên cơ động của đài truyền hình trung châu chúng tôi nhận được tin báo rằng ở đây có người ngang nhiên bán hàng giả lãnh đạo đài truyền hình chú ý cao độ phải chúng tôi tới hiện trường phỏng vấn các đồng chí hoan nghênh phản ánh tình hình thực tế với chúng tôi hoặc gọi điện vào đường dây nóng đăng nhập vào trang web của chúng tôi cung cấp thông tin sẽ có thưởng nó nhận lắm rồi Người biết chuyện chẳng có mấy Nhưng bây quanh mỹ nữ không ít Vài tên mặt dai may dạn vì tiếp cận mỹ nữ nhảy lên hét Tôi nhìn thấy Bọn bán hàng giả đánh nhau với quần chúng Có người lại nói Bọn bán hàng giả không chết tử tế đâu Đáng đời lắm Khu phong cảnh lên trình đốn Bốn mùa có thiếu thứ gì mà bán hàng giả Một lúc sau Nữ phong viên và cameraman Mới từ trong đám đông đi ra Không ngờ quần chúng nhiệt tình thế thế Về đến xe phỏng vấn Nhớ đám một người nhìn quanh mấy chàng trai cao ráo điển trai trông đất trí thức vươn tay ra cảm ơn phóng viên hàn anh lên xe đi tiểu ngũ lấy cho phóng viên trái nước lên xe chính là hàn đông cang phóng viên thực tập của báo tối trung châu cũng mang vài nhiệm vụ phỏng vấn nhìn hình ảnh đã trong quá trình chế tác hỏi chị vu tin tức này có giá trị không anh nói xem nữ phóng viên cười thần bí Tôi thấy giá trị không lớn giữa hàng giả đang nhan nhàn rồi Quần chúng đâu có lạ gì nữa mà phát Hàn Đông Căng hoài nghi No no Đây chính là khác biệt giữa phong viên thực tập Và phong viên chính thức đấy Phát hay không thì tôi không quyết định được Nhưng giá trị thì không nhỏ Tôi kiến nghị anh mau báo cáo cho thủ biên các anh Chị Vu Chị dạy tôi đi Một tin tức không thể thành toàn cho một sinh nghiệp Nhưng đủ hủy diệt một sinh nghiệp Tin tức này chính là thế nó không mang tính tin tức cao Nhưng hậu quả của nó lại cao Hiểu không Nữ phong viên vù đánh mắt Phượng quyến rũ nói Hàn Đông càng hiểu rồi Tòa báo bọn nọ có rất nhiều tin không công bố Chứ đến vị chủ quản hạ lệnh không đăng Còn có đương sự bỏ tiền xử lý Tin tức cụm này có vẻ là thứ có thể Đem làm hàng đầu cơ Bảo sao phong viên vù vui như vậy Xe phỏng vấn đi rồi Tới điểm tu thủ tiếp theo san tin Muốn phỏng vấn ban quản lý Cách xử lý sự kiện Đồng thời nghe nói bên đó xảy ra sự kiện tập thể Người dân bao vây trụ sở ban quản lý Không đó là chuyện gì Hàn Đông Cang tạm biệt bọn họ Trong lòng nhớ tới cú điện thoại của Diệp Soái Nó cho hắn cơ hội lớn Nếu không hắn muốn kết thúc quãng đời thực tập Phải tới Tết Maroc Chính cuộc điện thoại đó đã kích động Hàn Đông Cang tới đây Tới mới biết không chỉ hắn Mà cả điện viên cũng bị lừa tới Hình ảnh giao cho phóng viên là do điện viên Nập trong đóng đâm chụp Lúc nghe điện thoại Con từng dịp xoái tình cờ phát hiện tin tức Giờ xem ra mấy thằng quỷ giờ cho đôi Trong lòng có chút thấp thỏm Đi nhanh ra ngoài bãi đỗ xe Tới đài ngắm cảnh Điện viên bụng vệ đa cả đống Ngồi đó với tay từ xa Trên đùi đặt laptop chơi say xưa Hàn Đông Cang có mối bận tâm trong lòng Nhìn quanh không thấy ai thấp giọng mắng Mông bự Mày nói thật đi Đốt cuộc là chuyện gì Lão đại chuyện gì thì đều ghi hình cả đôi Anh không biết xem mà Không thì xem lại lần nữa đi Đến biên trả lời vô tội Thôi cho đó đi Nói dập xoáy mua chuộc mày bao nhiêu Hà hà Nhị ca phát tay rồi Ném cho em 500 đồng Anh nói xem Em không tới cũng ngại Giờ em đang hối hận nghiêm trọng Không theo nhị ca bán đồ uống Anh biết nhị ca hôm nay đi xe gì không Tụt dô ta đấy Bên cạnh còn có một chị gái đẹp như mộng Quần ngắn cuốn cỡn Đuôi nuột na cực Hầm bộ chết thôi Hàn Đông Cang hạ thấp giọng Anh không nói chuyện đó Ý anh là Đoạn phim máy quay được Có đúng là bắn đồ uống giả không Cái này mà phát ra Hậu quả với phi bằng là rất khó lường Anh hỏi mày Cậu ta dựa cho thế nào Không thể nào Em quay ở hiện trường Sao có thể dựa cho Điện viên phản bác đừng đánh trúng làng anh không nói mày anh nói diệp soái ấy mày không quay hết hiện trường mười phút trước chắc chắn có gì đó lẽ ra đây hàn đông càng quá biết diệp soái rồi chơi bà mà y còn cháo ngay trước mắt được mà nên đừng bộ tin những gì đã thấy điền viên cười tới ngũ quan rúm vào một chỗ lão đại đàn đó em không dám ghi ghi lại đừng nói nhị ca bị vào đồn anh ấy đánh em ban sông bán chết hiện giờ không có gì hết chỉ có chút chân tướng đó thôi còn ai nghi ngờ được nữa Ai Hai đứa chúng mày thật là Bây giờ không đi hại người ta Hại cả công ty rồi Hà đông Càng vô kế khả thi Ngồi xuống lan can nhìn Hoàng Hà quần quần Đây là mùa nước cạn Hoàng Hà có chút danh phù kỳ thực Chẳng có khí thế gì Cách đó không xa Khi Tần Diễm bội vàng chạy tới hiện trường Gặp nữ phong viên đang cùng quân chung nói chuyện Xưa nay Tần Diễm bốn cẩn thận Nên không nói gì cả chỉ lặng lẽ quan sát hiện trường khi camera men liên tục ghi hình cận cảnh quán bị kéo đổ lòng giật đánh thót cụ vội vàng tới gần chai đầu uống ném lên quầy dưới đất két đầu uống dở dưới quầy có không ý thứ làm tim cô đập tăng tốc hàng giả hỏng đôi tần nhiễm phản ứng đầu tiên là liên hệ với công ty đuổi hết hàng ở những điểm tiêu thụ khác đi phản ứng thứ hai là nghĩ tới xe phỏng vấn gọi điện cho tổng giám đốc lâm Tổng giám đốc Lâm, bên này có khả năng có vấn đề. Đài truyền hình cũng biết sao tới hiện trường, hơn nữa ghi hình được hàng giả trong điểm tiêu thụ của chúng ta. Hiện giờ chưa biết vì sao thứ này xuất hiện. Tôi phải người rút đi trước. Rút rồi. Vì thế đồn công an trước kiểm tra hiện trường thì phía phi bằng đã rút rồi. Lâm bằng phi và phó tổng diêm hòa tốc tới nơi. Còn bao nhiêu tiền? Dịp Soái đua xe biến đường ngân hà hỏi. Đợt thứ hai chúng ta gom được 21 vạn Còn chưa đầy 3 vạn Đỗ Ngọc Phân liếc nhìn túi tiền đã xẹp lép Chỉ một buổi chiều Tính sơ sơ đã mua được hơn 3 vạn két hàng Hơn nữa đại lý con trai hay biết gì Xung xe có vài phần phân chấn Nơi này cách đại học thể dục không xa Đường xá rộng rãi Cây cối nhiều không khí trong mát Phạm là những nhà buôn lớn Đều không chọn địa điểm ngoài mặt đường Không khỏi ngõ sâu thì là chỗ hẻo lánh Địa điểm rộng còn nhà buôn này ở ngay sau đại học thể dục Đi men theo đường có thể thấy tấm biển Điểm phân phối ngân hà Dựng ở đầu ngõ Quay đầu nhìn đội xe đi theo sau lưng Lần đầu tiên Diệp Soái cảm thụ được cảm giác tồn tại Răng động tay như làm động tác ôm hết vào lòng Đỗ Ngọc Phân lại lo lắng nhắc Một vừa hai phải thôi Không biết phía khu phong cảnh ra sao rồi Động tính lớn như thế Không sao đâu Tôi có chôn vài quả mình ở đó nếu mọi việc diễn ra thuận lợi từ hôm nay trở đi khu phong cảnh không còn tranh chấp nữa nguồn hàng hay không nguồn hàng cũng không quan trọng phi bằng lo giữ mình là không tệ rồi diệp soái tin rằng lần này mình đã tung ra cú đấm đủ mạnh để dằn mặt phi bằng với tay gọi đại nghiêu đám người này đã học được phải làm sao cứ theo cách cũ lái xe vào ngõ đỗ ngọc vân đuổi theo diệp soái nghe tôi nói đi để họ biết sợ là được rồi đừng để phát sinh chuyện ngoài dữ liệu nữa Lỡ ai trong số các cậu bị phát hiện thì thế nào Làm lớn như thế sơ hở là khó tránh Đã bảo chị không sao mà Năm anh em tôi có ai chưa vào đồn công an đâu Không gây gớm như chị nghĩ Cũng lắm là giam vài ngày Chỉ cần không phải tất cả chúng tôi đều bị bắt Thì chuyện này vẫn còn tiếp tục Quân ngộ không phải con chị à Diệp Soái tỏ ra cực kỳ cố chấp Muốn chơi tới cùng với Phi Bằng Đỗ Ngọc Phân lo lắm Kéo tay y Diệp Soái quay đầu nhìn ánh mắt ai oán của cô Mở miệng không có lời gì hay ho Này này Hai ta còn chưa làm gì cả Mà chị đã biến thành cái bộ dạng này là sao Làm cho tôi sắp ra pháp trường ấy Diệp Soái, Phi bằng hùng cứ tỉnh này gần chục năm rồi Tích lũy tiền tài quan đệ không vừa đâu Cậu chọc giận họ quá mức Không bắn hồi được Sẽ không có gì tốt Với lại lớp cảnh sát tra ra thì làm sao Đỗ Ngọc Phân không thể có chuyện Vào đồn công an là chuyện thường như Diệp xoái Muộn rồi Chị nghĩ bây giờ còn dừng lại được à Còn có cơ hội vãn hồi à Cho dù bây giờ tôi thấy phi bằng dập đầu cầu xin Cũng không thể nào Họ cũng không thể dừng lại đâu Tôi đã nói ngay từ đầu mà Đã chơi là chơi tới cùng Mâu thuẫn hai bên đã không thể điều hòa rồi Phá quán của người ta Bữa vết hàng của người ta Số hàng này nắm trong tay đại lý thì chỉ là hàng Nhưng nếu ở trong tay đối thủ cạnh tranh Thì nó là tạc đạn Có thể phá nát bất kỳ thị trường nào giống như diệp soái đem hàng của mình dọa phát thị trường của đám nhà buôn ép họ cung cấp hàng vậy giờ y càng nhiều hàng uy lực càng lớn bầu không khí cương trong chốc lát diệp soái đưa tay làm động tác mời đỗ ngọc phân không nhúc nhích y tự đi không để ý tới cô nữa đỗ ngọc phân vẫn đang dĩ lặng lẽ theo sau người xưa có câu lên thuyền giặc khó xuống không sai chút nào lại thêm một nhà nữa điểm phân phối hàng ngân hà gặp tai ương rồi liên tục lấy hàng của mấy nhà liên khi thế của đại nghiêu rất cao vừa đi qua cửa đã hô ông chủ đâu gọi ông chủ ra đây nhìn cái gì mà nhìn đến lấy hàng đem hết đồ uống chuẩn bị cho tôi người không thiếu tiền đa phần đều có giọng điệu thế đấy chẳng ai dám xem nhẹ tức thì có một chàng trai trẻ lật đật chạy ra không người chào hỏi mời đợi trong lát rồi lại chạy tới phòng giám đốc Mới ông chủ ra đón kiến trúc nơi phân phối hàng không cầu kỳ gì thông thường chỉ hai tầng dưới đề hàng trên làm việc mấy đơn vị kiểu cũ toàn thế này phòng giám đốc ở tầng hai cửa gỗ kiểu cũ cầu thang sắt đợi mùi tháng năm chẳng mấy chốc một đại hán đi ra không ngờ ông chủ lại là loại người khiến người khác trông vào phải trột dạ như thế chiều cao phải trên mét tám đầu quay nón mũi cụ tỏi chân tay thô kệch áo cộc bó chặt lấy người cự bắp phát triển như con la lớn từ xa nhìn thấy đám diệp xoáy nhô phi vãi nước bọt thái độ còn hung hăng hơn cả đại nghiêu Chà Họa hại tới cả chỗ tao rồi đấy à Không đi nghe ngóng anh mày đây là ai Chuẩn luôn Gặp phải loại cứng cựa đôi diệp xoáy bìm cười đi tới Ông chủ liên côn phải không Không phải chúng tôi tới nhà máy phòng à Đối phương không hề nề mặt Chỉ thằng Diệp soái Tao biết mày là ai Mày muốn đạp người khác Để ngoi lên là chuyện của mày Tao mặc mà kệ Nhưng mà đừng hòng gây chuyện ở địa bàn của tao từ mày cân nhắc đi Đại Nghiêu nghe vậy nóng lên Đỉnh phát tác thì dịp Doái đưa tay ngăn cản Vẫn mỉm cười Phân lượng tôi hẳn là đủ Nếu không tôi cũng chẳng dám tới nhà Ông chủ liên Tin tức của anh có vẻ bế tắc nhỉ Có phải không biết được khu phong cảnh xảy ra chuyện gì Hình như tôi nghe nói phi bằng không làm ăn nổi nữa rồi Anh không có tính toán gì à Định chơi tới cùng sao Chiều uy hiếp hết sức thuận lợi này Không còn phép màu nữa Ông chủ liên cười khẩy <laughs> khu phong cảnh cái gì Liên quan bòi gì tới tao Bỏ cho vớ vẩn đi Mày không dọa được ai đâu Thôi xong rồi Gặp phải thằng đầu óc còn chậm hơn đại ngưu Căn bản không hiểu liên quan giữa khu phong cảnh Và các thị trường khác Chiều dọa dẫm của Diệp Doan có tác dụng với người thông minh thôi Gặp phải thằng ngu là hỏng May mà hôm nay dẫn theo tên ngu khác Đại ngưu huyết gió một cái Bảy tám công nhân vận chuyển Nghe tín hiệu chạy vào Đều là người ở ga tàu Toàn là loại mặt mày bạm trợn nhìn một cái không phải loại tư tế. Mấy người bên ông chủ liên đó ràng thua kém hẳn, tụ lại một chỗ. Nhưng mà bằng vào bộ dạng đó, nếu đánh nhau thật thì không ăn thua. Ông chủ liên coi như một đấu chín khi thế kém hẳn xuống. Bọn mày muốn gì? Chẳng muốn gì, cấp cho chút hàng, không cần nhiều, một ngàn kép, trả tiền mặt, ra kênh phân phối, khi vận chuyển bọn tao trả. Đại ngưu hạ lệnh luôn. Người anh em Trong tay chúng tôi đã có hai vạn kết rồi chân lệ lệ của Trung Thiết Tuyên Kỳ Phong của Hâm Địa Vương Trinh Cường của khu Đông Tân Dương Hành của nhà ga phía Tây Nhiều lắm Bọn nó cấp vàng cho chúng tôi hết rồi Tôi lấy hàng của anh là nể mặt anh đấy Diệp xoay lên tiếng Đại Ngưu quay sang hỏi Này cái trường đại học thể dục này Cả sinh viên lẫn giáo viên chắc hai ba vạn Diệp xoay gật đầu cứ thế đoạn đường ngân hà này ngày bán ra một ngàn két không thành vấn đề đâu hai người diễn kịch ông chủ liên nhiều đa chẳng hiểu sao thằng này đột nhiên cương lên mày uy hiếp tao à bố mày không chơi trò này bọn chó trong mày thích làm gì thì làm mồ mày sạch sẽ chút đại nghiêu bước tới mấy người làm cắn đăng lên đứng cùng với ông chủ có người đập sau lưng chửi gì đó Ai ngờ cái tay trâu của đại nghiêu lại nghe rõ đến thế Cánh tay lực lưỡng vươn ra tóm ngay lấy Và cho hai vả Mày trời ngưu già À vết à, thằng kia Chúng mày thử lên xem Hôm nay ngưu già không cần hàng nữa Đập hết mẹ chúng nó cho tao Người phía đại nghiêu sẵn tay áo cười hình hạch đi lên Nhìn phía bên kia như đám dê con Vì ông chủ liên giờ cứu người cũng không được Không cứu người cũng không được Chưa đánh mà sĩ khí đã thua cả thước dù ông chủ liên vẫn vẻ mặt không phục Nhưng không dám ra tay đã nói rõ vấn đề Chuyện tự nhiên Lê khỏi phương hướng dự tính Đối Ngọc vân không biết xuất phát từ tâm lý gì Đưa tay nhéo hông Diệp xoáy một cái Còn xoắn mạnh Tình cảnh như thế Diệp Xoái không thể kêu lên đánh cắn răng mà nhịn Phía bên kia Người bị Đại Nghiêu tát đã bị đẩy về phía đồng bọn Đại Nghiêu và người của hắn Vẫn từng bước tiến tới Ông chủ liên và nhân viên lùi liên tục Lùi tới chân tường rồi Tao nói cho mày biết Hôm nay chỗ tao có cảnh sát Bọn mày dám làm bừa bắt hết Cảnh sát là cái bòi Ngưu ra đây thiếu chút nữa làm cảnh sát đấy Diệp Soái thấy ông chủ liên Tiến thoái lưỡng nan rồi Đang định xen vào giữ cho người ta chút thể diện Không ngờ gian phòng tầng 2 mở ra Xuất hiện hai cảnh sát thật Bội gọi Đại Ngưu dừng lại đã Đại Ngưu đang hứng phấn Chẳng để ý tới lời Diệp Soái. Ông chủ liên Cảnh sát là cha hay là mẹ mày thế Mày gọi một cái là tới à Tới thì làm cái bòi Nói tới đó ngưng bặt Vì đám anh em hắn đang nhìn lên Nên hắn cũng nhìn lên Mà tức thì cứng đờ Cảnh sát xuất hiện thật rồi Đại Ngưu mặt tái như gan lợn Đại Ngưu Anh gia nhập xã hội đen rồi à Xem ra chức vụ còn không thấp nhé Lại còn dẫn theo nhiều người như thế Hai cảnh sát đó một nam một nữ Không ngờ đứa cảnh sát đó lại tùm tim cười Nói một câu giống đùa cơ có vẻ là người quen của hắn Cô Cô Đại ngưu sửng sút Nhìn nữ cảnh sát đó Có vẻ quen mắt lắm Nếu cô không lên tiếng Hắn nghĩ minh lâm Nhưng sao em gái này tự nhiên lại biến thành cảnh sát tôi Không ngờ cấp sinh trí Chỉ ngay dịp xoáy Không phải tôi Y là lão đại Có chuyện gì nói với Y Tôi tôi cáo từ Gặp lại sau Nói đồi quay đầu chuồn luôn Trừng mắt tan bạo với dịp xoáy đó ràng đứa cảnh sát này chính là em gái mua thẻ ngân hàng Thằng chó định lôi anh em vào hút lửa à Thoát một cái Đại yêu dẫn quân của mình chuồn êm Không thèm quan tâm tới nghĩa khí gì hết Hai cảnh sát nhìn chăm chăm diệp xoáy Đỗ Ngọc Phân bên cạnh sự hãi Thôi rồi bị bắt ngay tại trận đôi Khẩn trương khoác tay diệp xoáy Lén lén kéo y đi Ai ngờ kéo không được Y là diệp xoáy Là kẻ cầm đầu Đám người này phá hoại chuyện làm ăn của chúng tôi Đồng chí cảnh sát Loại người này các đồng chí phải quản Chúng tôi là người làm ăn đàng hoàng Không chọc nổi chúng Hai đồng chí xem Chúng tới tận nhà ước khiếp tôi rồi Ông chủ liên lúc nãy còn nào khí Đắng mặt lao đại lắm Chụp mặt cái bên thành loại chó vẫy đuôi Lắm đã đá vẻ đáng thương Hoa đây là Diệp soái à Tiểu Mộc cậu thấy có giống không Phương Huy Đình tới trước mặt Diệp Xoái Ngạc nhiên thốt lên Không giống Diệp Xoái vốn không đẹp trai như thế một đường Duy cố ý nói Chứ còn gì nữa Đẹp trai hơn nhiều Dày da nhỏ bóng loáng Quần nâu thẳng thớm Sư mi kẻ kiểu cách Cùng là mái tóc cộc Nhưng cắt tỉa cẩn thận Trông hết sức bành bao tinh thần Nhất là bên cạnh có mỹ nữ tay trần Chân dài khoác tay Một đường Duy kinh ngạc Phương Huy Đình chưa kinh ngạc còn có cảm giác khó tả Diệp Soái không có phản ứng Đứng như trời trồng Sợ sao Đương nhiên là không phải rồi À đúng là Diệp Soái thật Đến gần hơn Phương Huy Đình làm bộ gật cù Miệng nói vậy trừ ánh mắt đại bộ phận nhìn Đỗ Ngọc Phân Bị ánh mắt bất thiện của nước cảnh sát nhìn vào Đỗ Ngọc Phân càng bất an Nắm chặt tay Diệp Soái hơn Phương Huy Đình nói tiếp Cô gái Chọn người phải nhìn cho rõ Vì này thích lừa người khác lắm đấy Đừng để bị y lừa Này Diệp Soái Anh tham gia xã hội đen từ khi nào Nhân tù không ít nhỉ Tiểu Mộc Chiêu hiện tôi là đại biểu xã hội đen chú đường ngân hà tương đương cán bộ cấp khu diệp soái rút cuộc lên tiếng mặt chẳng đỏ tí nào tiểu mộc cười hi hi những thái độ phương huy đình không hề tốt diệp soái chẳng để ý nó đùa một câu bất ngờ nói có duyên thật đấy trung châu lớn như vậy mà gặp được hai người tôi đang định đi tìm hai người đây có thông tin trọng đại về vụ án cần báo cáo hả bữa gặp chúng tôi một cái là có ngay thông tin vụ án rồi à Tiểu Mộc ngạc nhiên ra mặt Đương nhiên là có Nếu không sao tôi lại xuất hiện trước mặt hai người Diệp Soái mỉm cười Không nói linh tinh thì chết à Phương Huy định cắt Đến giờ tôi còn chưa chết Chứng tỏ tôi không nói linh tinh Tôi phát hiện nghi phạm trọng đại Hai người chắc chắn không biết Ai Hắn Diệp xoáy chỉ ngay liên côn Làm hắn giật mình Người này hoành hành ngang ngược cả khu vực này chèn ép hộ kinh doanh nhỏ khác Bắt họ phải nhập hàng của mình Đã thế còn bán đồ kém chất lượng Có hiểm nghi lừa đảo Nếu không hai người trao kho hàng của hắn Có thứ quá hạn Không nơi sản xuất Giả mạo Thậm chí là sản xuất ba không Không hạn sử dụng Không nơi sản xuất Không kiểm định chất lượng Chắc chắn đây là tin lừa đảo Không chỉ lừa một hai người tiêu dùng Trao kho hàng của hắn xong Trao thứ sổ sách Trốn thuế lậu thuế Thiếu chi phí Tiền mặt không nhập sổ Đủ phán 18 năm Hai vị có cần tôi giúp không rồi Chỉ huy hiện trường Hất nước bẩn ao ạt Ông chủ liên mặt trắng bạch đô đít Tôi Tôi Không Y Ngốc cũng nghe ra Từng câu từng chữ Nói chung tim đen rồi Hắn cũng hiểu rồi Tè đa người ta quen cảnh sát Quan hệ còn rất tốt Lần này sợ thật Anh không nói không ai bảo anh câm đâu Phương Huy Đình không để mặt cho ngay một câu À Thì thì không có việc gì của tôi nữa Bye bye gặp lại sau diệp xoáy kéo ngay đỗ ngọc phân đi khoan phương huy đình ở sau gọi đợi ở bên ngoài nếu không cẩn thận tôi triệu tập anh được tôi đợi cô không gặp không về diệp xoáy nói một câu đây về trêu ghẹo tiếp đó đi thẳng một mạch người đi rồi phương huy đình và mộc đường duy bắt tay tạm biệt ông chủ liên không nghĩ tới gặp chuyện này tiểu mộc nói không sao đâu anh ta mà dám tới làm phiền anh gọi điện cho chúng tôi. Có điều chuyện của chúng tôi. Ông chủ liên nếu có tin tức nhất định phải thông báo nhé. Ông chủ liên tất nhiên là luôn mồm vâng giả. Tiến hay bị cảnh sát tác cửa. Chỉ muốn yên chuyện nói. Cảnh sát mộc. Diệp xoái từ đây lấy hàng ấy mà. Tôi thấy mọi người quen nhau. Là người mình cả thì không sao. Anh ấy muốn lấy hàng tới chỗ tôi là được. Tự nhiên vô hình chung lại thành trông lưng cho Diệp xoái đôi. Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy thừa biết Với tính Diệp Xoái Thế nào cũng to gan gấp đôi Chị Phương Chị bảo xoáy tuyên bối không quản con trai chú ấy à Vừa đôi nhìn anh ta rõ ràng Chẳng khác gì đám xã hội đen ép mua ép bán Mục Đường Duy nát ngoài nói Chú ấy mà quản nổi Thì anh ấy có như bây giờ không Phương Huy Đình giờ khóc giờ cười Anh ngờ à, gặp lại thế này đây Chị bảo anh ấy đợi để cảm ơn chuyện lần trước à Đừng ngăn bạn lần Đừng cảm ơn Nếu không cái đuôi quả tên đó sẽ phải lên trời đấy Lát nữa phải làm mặt nghiêm túc vào Đại học thể dục ở vị trí khá hẻo lánh Khu vực mới Đường mới Sau làn xe rất động rãi Hoàng hôn ở đây đẹp vô cùng Vầng mặt trời nghiêng nghiêng phía tây nhuộm toàn bộ vạn vật thành màu hoàng kim Cái nóng tan dần Gió mát vi vu phất qua cây cối bụi hoa Chính là lúc nắng tan mát tới Đầu ngõ Bên xe, dưới cây, diệp soái đứng dựa vào cây nhìn hai vị cảnh sát ăn mặc chỉnh chu đi tới tiểu mộc trắng trẻo đẹp trai phương huy đình hiên ngang xinh đẹp hai người như bước đều từ xa tới gần nếu như không phải bộ cảnh phục thì rất giống một đôi tình lữ tiểu mộc nghe kiến nghị của phương huy đình chẳng những không cảm ơn còn nhìn chằm chằm như nhìn nghi phạm phương huy đình chẳng thân thiện nhìn trái phải hỏi ý người kia đâu người nào diệp soái biết còn cố hỏi thì cái người áo lộ vai Quần lộ đùi ấy Phương Nguyên Đình giọng điệu quái gở miêu tả Làm tiểu mộc phi cười Cô cũng cười theo làm kế hoạch hồng cả Diệp xoái chỉ cái xe đằng xa Đỗ Ngọc Phân ngồi trong xe Còn đám đại nghiêu thấy cảnh sát Thì sớm chạy mất dép rồi Y giải thích Bà chủ của tôi đấy Hiện giờ chúng tôi bán đồ uống Tôi nói này chị Phương Đừng đánh giá người khác như thế Chị chê người khác ăn mặc hở hang Người ta không chừng chê chị cổ hủ À không vui à Sao tôi thấy chẳng giống bà chủ Mà cứ như một đôi ấy Phương Huy Đình ngọt nhạt Đúng tôi cũng thấy giống Diệp Soái, Một tháng không gặp tìm được tình yêu đôi à Tiểu mục đồ dầu vào lửa Được rồi Cậu nhìn xem anh ta có giống nhân vật chính Trong câu chuyện tình yêu không Nếu có thì cũng là gian tình Phương Huy Đình giọng đất chua Hưởng ứng Cảm giác của nữ nhân là chuẩn nhất Tiểu Mộc lại nịnh À tôi hiểu rồi Hai chị em nhà ngốc không có việc gì làm Thưa châu chọc tôi đấy à Không sao không sao Có chuyện gì thì cứ nói Không có chuyện gì tôi cũng không phí lời với hai người Diệp Soái hơi khó chịu Vì hai người này cứ lấy Đỗ Ngọc Vân ra chêu Mà giữa y và Đỗ Ngọc Vân Hoàn toàn không có gì Hơn nữa trong lòng biết ơn nhất chính là Chị Đỗ luôn tin tưởng mình Vì thế thấy chứng tai. Tiểu Mộc nhận đá có vẻ hơi quá lời đôi. Phương Huy Đình như cố ý Không có chuyện gì hết Anh có thể biến mất rồi đấy Cẩn thận tôi thấy các anh phát triển thành xã hội đen rồi Có ai mua đồ như thế không Nếu không có chúng tôi thì đánh nhau thật rồi chứ gì Chuyện làm ăn Hai người mua làm ăn không hiểu đâu Tôi có nói cũng phí công Hai người không có việc gì Nhưng tôi có Vụ án trọng đại Không nghe hối hận Đừng bảo tôi dọa Có liên quan tới vụ án lừa đảo Hai người đang làm đấy Tin không có điều tôi không dễ dàng nói ra đâu Trừ khi thanh toán chuyện lần trước Giờ tôi nhìn rõ đôi Tình cảm không có tác dụng Phải có chút phần thưởng chứ Ít ra phải có một tờ giấy khen chứ Muốn biết không Diệp xoáy vừa nói vừa quan sát Vụ án đã kết thúc Nghi phạm đã xa lưới Anh bốc phét cái gì Phương Nguyên Đình mặt lạnh tanh Đúng Sao tôi cảm giác anh đang lừa chúng tôi Cứ gặp Diệp Soái là tiểu mộc Lại không biết lời y là thật hay giả không đúng, hai người nói dối. Từ vẻ hoài nghi của Tiểu Mộc lại từ thể hiện đất kịch của Phương Huy Đình. Diệp Xoay phán đoán hai con chim non này muốn lờ y thử đợi kiếp sau. Phương Huy Đình ném cho Tiểu Mộc ánh mắt chân áp, xin một tiếng khinh bỉ. Đi, kệ anh ta, chúng ta là cảnh sát, phải phân đó giới hạn với thành viên dự bị của xã hội đen. Sau này đừng ai lấy đi. Khoan! Diệp Xoay giơ ba ngón tay, kể thái độ của hai người kia nói một mình sau lưng tôi nói ba câu thôi đã sẽ biến mất vụ ăn chưa kết thúc hắn mới bắt đầu bây giờ chắc mới tìm được chút manh mối mở động tìm kiếm người rút tiền hôm đó đây là loại công việc ngoại vi chuyên dành cho những con chim non kinh nghiệm không đủ thiếu thực tiễn đúng không rồi có hiệu quả hai ánh mắt đầy sắt khi chiếu vào diệp soái câu này quá tổn thương tự tôn thứ hai hai người vẫn là một đôi ngựa mù hai con ruồi không đầu chẳng tra đưa được cái gì Diệp xoay như cố tình khơi lên mâu thuẫn Thứ ba Từ giờ vẫn chưa học được tin tưởng người khác Không có tiền đồ Từ giờ chưa biết người ta tổ chức phân phối rút tiền thế nào Đất không có tiền đồ Từ giờ chưa phát hiện Cái tổ chức đại đắc đó thành phần thế nào Đơn giản vậy mà không hiểu Càng không có tiền đồ Thậm chí tôi muốn nói cho hai người Hai người lại không tin Bỏ đi tôi không có thói quen qua lại với người không có tiền đồ Nói hết rồi đấy biến đây Nói xong đút tay túi quần đi luôn Tiểu Mộc định gọi, Phương Huy định ngăn lại, nhìn Diệp Soái đi vào chiếc Toyota đỏ, chẳng thèm chào hỏi, cứ thế đi vào dòng xe bất tận. Xe đi rất nhanh, tuy chưa tới phải tranh thủ từng giây từng phút, nhưng chẳng thông dong tránh đối được. Đỗ Ngọc Phân vừa lái xe vừa báo cho Diệp Soái tình hình hiện tại. Diệp Soái, đồn công an khu phong cảnh triệu tập chủ quán rồi. Chị nói gì cơ? Diệp Soái có vẻ thiếu tập trung, đợi Đỗ Ngọc Phân lặp lại lần nữa mới nhún vai, không bao lâu sau cũng có cảnh sát bám đuôi chúng ta Cấp bậc còn cao hơn đồn công an nhiều Sợ gì chứ Hai người hỏi à Đỗ Ngọc Phân không đó quan hệ mấy người này ra sao Chẳng đá bạn chẳng đá thù Tôi đoán bọn họ cần manh mối Nên gãi ngứa vài câu Theo hay không là do họ thôi Diệp soái cười đất gian Cô gái ấy là ai Đỗ Ngọc Phân nói Ánh mắt nữ cảnh sát đó như muốn xoáy vào sâu trong tâm trí người ta khiến cô nhớ như in cảm giác không thoải mái nữ cảnh sát thế mà từng tìm tôi gây phiền phức tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu rất lạ lạ thế nào là lạ chứ sao lần đầu gặp tôi mà đã nhìn như kẻ thù chắc chắn giữa hai người có vấn đề không thể nào chỉ thấy giữa tôi và cô ấy có vấn đề cô ấy lại thấy giữa tôi và chị có vấn đề nhưng mà sự thực bất kể tôi với chị hay tôi với cô ấy đều chả có vấn đề gì xảy ra hết Tôi biết nữ nhân các chị vĩnh viễn tò mò không biết mệt mỏi chuyện nam nữ Nhưng mà đợi có chuyện xảy ra rồi đã chứ Diệp xoay nói chuyện nam nữ chẳng đỏ mặt Có lẽ nhờ cô gái nào đó tôi luyện Với tuổi của tôi đã có rất nhiều chuyện nam nữ rồi Thêm cậu nữa cũng chẳng sao Có điều tôi chưa phát hiện ra cầu có chỗ nào khiến tôi động lòng Đỗ Ngọc Phân lái xe dùng cái mắt nhức một cái nữ nhân đôi khi càng sở trường từ đề tài dư tính này thu lấy thỏa mãn cho mình có điều nhầm đối tượng đôi Dịp soái đất nghiêm túc quay sang nhìn đỗ ngọc vân vẫn là trang phục tập thể dục buổi sáng quần siêu ngắn khoe tròn cặp chân dài trắng mịn thò tay đa có thể chạm vào á bao lỗ càng khiến đôi ngực nổi bật mái tóc đen buông xõa tôn làn da trắng nhìn mặt bên đường nét giữa mũi và môi tự như đường cong mời gọi đỗ ngọc vân quay đầu sang trừng mắt là nữ nhân thành tục cô không ngại nam nhân mang ý đồ xấu xa gì với mình nhưng cứ nhìn chằm chằm như thằng gốc chẳng nói câu nào ai mà chịu nổi diệp soái tỏ ra oan uổng tôi nhìn chị động lòng là bình thường không động lòng mới là bất thường câu trả lời làm đỗ ngọc phân rất hài lòng không ngờ diệp soái lại vẽ đắn thêm chân lạ thật vì sao nữ nhân khiến tôi động lòng nhiều thế nhất là mùa hè đỗ ngọc phân cắn môi ngực phập phồng một lúc mắng Nam nhân các cậu đều là thứ lưu manh Hận nữ nhân trên phố không trần chuồng cho các cậu nhìn no mát thì thôi đúng không Chị nói thế oán cho anh em chúng tôi rồi Thực ra nửa kín nửa hở như chị mới thu hút nhất đấy chứ Trong xe vang lên tiếng cười rất lớn của Diệp Soái. Cậu này đúng là nói chung tâm lý nam nhân Xe đi xa dần Mực đồng duy ngờ bực hỏi Chị Phương Chẳng lẽ anh ta biết gì đó thật Không thể nào Vụ án do sự tình dẫn dắt Trừ tổ công tác chúng ta ra Thì trên cục đại đa số còn chẳng biết Phương Huy Đình không tin Nhưng anh ta nói không sai chút nào Chúng ta răng lưới đầy chơi Hiệu quả gần như không đáng kể Bao nhiêu ngày như vậy Chưa xác nhận một cái tên người còn chẳng xác nhận được Tiểu mộc nóng ruột Hào quang tìm đam manh mối lần trước đang rời xa Khiến chàng trai một lần nữa hưởng mật ngọt như mãi Phương Huy Đình mập máy môi mãi mà không nói được gì Bọn nó thực sự đúng là một đôi chim non người thì chân ướt chân đáo đa trường người toàn làm việc văn phòng thiếu thực tế nghiêm trọng gặp ngay vài vụ án lớn thực sự là mù tịt vừa đứng lãnh đạo chú ý không lâu do không đóng góp được gì lại bị đầy đa thành nhân viên điều tra ngoại vi cảm giác rất mất mặt hay là chúng ta hỏi anh ta nhìn cách ăn mặc xem ra anh ta làm ăn tốt lắm nói không chừng tụ tập một đám lưu manh làm chuyện gì xấu thì sao nếu có chúng ta cũng nên biết ngăn cản chứ nhỉ không phải lần trước dịp tiền bối nhờ chúng ta quan tâm tới anh ấy à Tiểu mộc thông minh được một lần Kiếm cơ thuyết phục cả hai Chúng ta đang điều tra đám đua xe Đấy có thể là những tên lưu manh thất nghiệp ngoài xã hội Dịp xoái cũng tụ tập được một đám Anh ta trước kia cũng là thanh niên thất nghiệp Còn gì Tính đa đám người đó chính là đồng nghiệp Đuổi theo chúng ta bị điều tra cho ra Phương Huy Đình cũng cho ra được một lý do rất thuyết phục vì thế còn nhanh hơn cả Diệp Soái dự đoán Hai cảnh sát thực sự đuổi theo đổi Khu phong cảnh chuyện ngày càng phát triển Theo chiều hướng không thể nào dự liệu được Bất kể là bên gây sự hay người bị hại Đồn công an là bên điều tra Nhận thấy tình huống khác biệt lớn so với dự tưởng Không phân đoán nổi thực hư nữa đổi Lấy được ghi hình hiện trường một tiếng Người của phân cục hình sự không thu được nhiều thông tin giá trị Đại đa số chỉ nhìn thấy những bức tường người Có thể tưởng tượng khi đó hỗn loạn thế nào Xong tới 14 điểm tiêu thụ cơ mà Vẫn thu được vài điểm nghi vấn Ví dụ như ở Phủ Thiên Cát Chụp được cái xe ba bánh chạy qua Sau đó là sạp đổ xuống Chắc chắn là kẻ gây chuyển Nhưng người ta đội mũ có chay hết mặt Chỉ có thể dựa vào đặc điểm xe để truy lùng Nhưng đồn trừng bạch hất gáo nước lạnh Ở đây toàn dùng loại xe nông cụ này Để làm đủ thứ chuyện Ở thôn xung quanh có hơn 200 cái đấy Anh có muốn tra không Đương nhiên là không tra Có tra cũng chẳng đủ thời gian Cuộc trường trần đã dục mấy lần rồi Chỉ một đám lưu manh phá hoại thôi Khó từ cỡ nào được Các anh là cảnh sát hình sự mà Lưu Thành và trợ thủ lại căng mắt xem ghi hình Có rồi Nhà ai ở mai viên nuôi chó Đôn Trưng Bạch chán nản Các anh hỏi sai rồi Nên hỏi nhà nào không nuôi chó Thì tôi còn tra ra được Chứ nuôi chó à Đầu thôn thì cuối thôn Nuôi thả không đeo rõ Chạy nhông nhông suốt ngày Đôn Trưng Bạch dỗ nước lạnh tiếp À đúng rồi Ở xứ Hoài Đình Chụp được rất rõ mấy kẻ lừa tiền Hỏi một cái Người đồn công an đều nhận ra Tên lùn là Uy Qua Tên mặt dài là Lại Mau Còn có hai anh em Lớn tên Hắc Đàn Nhỏ tên Hắc Di Nghe giới thiệu mới biết Toàn là loại thất nghiệp trong thôn Ngũ Long Cấp bậc ngang biên lưu manh đường phố ở Thanh Thị Bình thường dựa vào trộm cắp vặt là lừa đảo kiếm cơm Đừng nói đồn công an Lái xe hay tới đây đều chẳng lạ Thông loại cha mẹ chúng cũng không thương nổi Chẳng ai muốn chọc vào đám này thôi nát cỡ nào à một cảnh sát còn kể có khi mưa to không kiếm ăn được mấy tên này còn dám tứ đồn công an tránh mưa ăn trực hết cách Chưa cảnh sát ra làm gì có ai thèm quan hệ với cái loại người đó lưu Thành nghe mà á khẩu biết cảnh sát cơ sở đôi khi phải tiếp xúc với cả loại người cặn bã này không ngờ tiếp xúc nhiều sinh giao tình chỉ có mấy tên này là cái trực tiếp tham dự lưu Thành và đồn trừng bạch cãi nhau một muốn triệu tập một thoái thác nói đám người này không có nơi ở cố định không trụ tập được Một kiên trì vụ án trọng đại phải phái người truy lùng Một thì nói sự thực bày rõ ra đó Chúng lừa có ba đồng thôi Vì chuyện này trụ tập người ta cười gãy đăng Loại lưu manh vô sản không thân Tìm được hay không Tìm đau đồi trao được gì hay không chưa đó Nhưng chắc chắn bỏ kinh phí nuôi chúng rồi Tranh cãi không ăn thua Liêu Thành đành lôi phân cục trưởng Trần đa Thế là một cuộc điện thoại Từ bên trên gọi xuống yêu cầu Lập tức triệu tập xe của Lâm Bằng Phi và Phó Tổng Diêm đỗ bên đường cách đồn công an không xa, liên tục nghe tin tức sự thế phát triển. Có điều ngày một nhiều tin khiến ông ta sứt đầu mẻ chán. Trước tiên là xe phỏng vấn của đài truyền hình đi loanh quanh nửa ngày trời mới đi. Trong quá trình đó, tần nhiễm chặn xe bộc lộ thân phận, người trên xe cũng khai khí. Nhưng nói mấy lời quan cách cái gì mà họ là tay mắt của dân phải kiên trì nguyên tắc cầu thị, phải công bằng công chính. Thuận tiện ám thị không chỉ họ, phong viên báo tối Trung Châu cũng ở hiện trường E lúc này đang biên tập báo tối rồi Cuốn rồi Lâm Bằng Phi triệu tập người phòng quan hệ xã hội Tới đài truyền hình và tòa báo Tìm hiểu tình hình Lựa chọn đối sách Nếu chân tướng đúng như Tần Diễm nói Là quay được hiện trường hàng giả Đừng nói là cướp lại thị trường này Cả tổng công ty cũng tổn thất danh dự Hậu quả khôn lường Đồn công an tham gia rồi Chuyên chẳng sáng tỏ hơn Mà chỉ càng mù mơ Lại lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Dục Dân Báo khí hình hiện trường không thu được chứng cứ giá trị Lâm Bằng Phi thở dài Ai ngờ được cái mảnh đất bé tẹo này Lại khiến công ty sao vào vũng lầy chứ mà đọc nghĩ xem Sự hợp của mình đốt cuộc ở đâu Liệu có còn chuyện bất chắc nào đang ẩn giấu trước bộc lộ không Nghĩ mãi nghĩ mãi Làm tổng giám đốc Lâm đau đầu Vất vả như muốn nôn Ông ta linh cảm chẳng lành Chỉ sợ mình lật thuyền trong mương Tần nhiễm và Diệp Dục Dân Đứng ở xa không dám tiếp gần Trao đổi với phó tổng diêm một phen Tình hình không lạc quan theo như tin tức thăm dò được đối tượng nghi vấn vụ án chưa cả vào thôn ngũ long vậy không đúng với mục tiêu ban đầu của bọn họ chẳng lẽ bọn họ đi đấu với thôn dân à thắng thì sao người ta là địa đầu xa ở đây sau này cứu thi thoảng lại phá một chập dù lấy lại thị trường này cũng không đáng với rắc rối đem lại đến khi tổng giám đốc lâm cho gọi bọn họ cuộc trò chuyện mới kết thúc phó tổng diêm là người hiểu nhân tình thế thái còn vỗ về tần nhiễm và diệp dục dân đối mới về xe Lâm Bằng Phi ngồi ở ghế phụ lái, đợi Phó Tổng Diêm đi lên hỏi: "Phía đài truyền hình đã có tin chưa? Chưa có. Theo báo tối cũng chưa có. Ai? Tôi thực sự không dám nghĩ còn bao nhiêu bất chắc, không cẩn thận chút liền sinh ra. Tôi thấy vấn đề không lớn, tôi đã là uy hiếp chúng ta, tranh thủ ít nghiệp vụ quảng cáo thôi, chuyện chưa có kết luận." họ không dám tùy tiện đưa ra quan trọng là mấy thứ họa hại kia một ngày không trừ không chừng sẽ sinh ra chuyện gì đó phó tổng diêm lần này thực sự ý thức được sự nguy hại của đám người mà họ luôn coi thường đổi lâm bằng phi lắc đầu anh định trừ như thế nào chẳng lẽ lại thuê sát thủ giết người đừng nói chúng ta không dám nhưng để chuyện tới mức đó có khi y dám kỳ thực ai cũng biết chỉ cần có chuyện thì kể cái chuyện là bên được lợi nhất Chúng ta hoạt động ở phân cục Để bên này chứ mũi giáo vào chủ quán bán lẻ Và bên cung cấp sản phẩm Chỉ cần có được chút nghi vấn thôi Để cảnh sát bắt bắt giữ chúng giam ba ngày là xoay chuyển được Ý phó tổng diêm là gạt bỏ hết băn khoăn Nhắm thẳng vào mục tiêu Ý có khi sớm nhìn chúng ý đồ của chúng ta rồi E đã có cách bảo hộ Với lại bằng chứng có gì đâu mà cha Tổng giám đốc anh đúng là người trong cuộc thì mơ hồ Chính vì không có bằng chứng nên mới cần tra mãi À lời này thú vị đấy Lâm Bằng Phi ngẫm nghĩ Người công sự nhiều năm lại lần nữa làm túi khôn cho ông ta Mười mấy điểm tiêu thụ của chúng ta đều bị phá Đều đâu phải chuyện mấy thôn dân làm được Nói không có kẻ lập kế hoạch phía sau ai tin Tội danh suối bẩy quần chúng gây nguy hại xã hội Chỉ cần cảnh sát lần theo người bán lẻ mà tra Thì sớm muộn cũng có người để lộ thôi chỉ cần cho thứ người xung quanh y Cho triệu tập hoặc bắt giữ Ai chẳng biết y là nhân vật linh hồn của đội ngũ đó Chỉ cần y bị khống chế Với quan hệ của anh đều khó làm chuyện này Cứ mỗi ngày triệu tập y Trình trong y không làm gì được Đắn tư mấy cũng thần kinh suy nhược Phó Tổng Diêm làm động tác chặt xuống Về mặt đất cáo giả Cách này có thể Làm đối phương mỏi mệt Không gây thêm mâu thuẫn Lâm Bằng Phi gọi điện ngay cho cục trường chân Cục trưởng Trần rất nghĩa khí Thông báo cho người của mình Vẫn còn ở địa phương Gây áp lực với đồn công an Còn gọi cho cả đồn trưởng Bạch Thể hiện quan tâm với vụ án Đề cao tính chất nghiêm trọng của hành vi gây đối trật tự trị an Làm ảnh hưởng hài hòa xã hội Để có thể mạnh nhà của tổ chức xã hội đen nguy hiểm Cần sớm tìm ra kẻ cầm đầu Kết quả là triệu tập chủ quán Lâm Bằng Phi nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả từ cuộc điện thoại của mình Mấy chiếc xe rơi đồn công an Khiến đông ta lấy lại lòng tin và sự yêu việt đã sắp đánh mất Đấu tranh bắt đầu từ đây Trong khoảng thời gian 1 giờ trước khi dọn quán Có 7-8 chủ quán bị cảnh sát dùng xe mô tô hoặc xe hơi đưa về Hiện giờ thông tin phát triển tiện lợi Làm chuyện này lan truyền đi Người thân của chủ quán đó kéo tới đồn công an Ngoài hành lang dần dần tụ tập hơn 30 người Trong đồn công an đang bận độn khẩn trương Đồn trưởng Bạch chạy qua chạy lại giữa mấy phòng cảnh vụ Các dân cảnh ghi lời khai Theo thói quen hỏi tên, tuổi, quê quán Và sự kiện xảy ra ngày hôm nay Đám chủ quán này đâu phải dễ đối phó Một mực khẳng định phi bằng bán hàng giả Làm đám đông phẫn nộ đập vào quán Đều biết tội mình bé như con kiến Nên lưng thẳng lắm chẳng sợ gì Đồn trưởng Bạch làm người tốt đến chẳng ai sợ cả Nhưng còn có người phân cục hình sự Khỏi cần phải nói Tiền trộm lừa chạy mất rồi Chỉ còn lại bọn đứng canh gác Muốn khuất phục bọn họ không khó Xong cần có thời gian Nhưng chuyện này không có thời gian Phân cục trưởng gây sức ép Cảnh sát hình sự mà không phá nổi vụ án chỉ an nho nhỏ Để lãnh đạo phê bình thì thể diện còn đâu Mới lại Thấy ngoài đồn công an ngày một tụ tập đông người Sợ đêm dài lắm mộng Vì tổ trưởng Lưu Thanh và đồng nghiệp chuyên môn Cho một người tuổi không ít Trông tướng màu cũng thật thà định hỏi chuyện Ai ngờ lão hứa đã đường hoàng nói Phóng viên đã ghi hình cả rồi Anh còn hỏi tôi làm gì Tôi hứa lão rể Ủy viên ủy ban thôn ngũ lòng Đảng viên tôi lấy đảng đã đảm bảo Tôi không biết gì Khiếp chỉ hỏi chuyện thôi Mà cứ như anh Dũng tù nghĩa vậy Giá kinh khủng Dân cảnh ở bên cười trộm Đồn chứng bạch không cười Có điều chuẩn bị cười rồi Lão hứa tôi vốn tin anh Nhưng anh thề một cái làm tôi thấy đáng nghi rồi các anh không tin một đảng viên lâu năm thì các anh tin cái gì? Các anh không tin đảng thì tin cái gì? Nhất quyết không tin thì tôi nói đồn trưởng Bạch sai phái tôi đấy, có tin không? Lão hứa trung thật ta mà chẳng thật tha tẹo nào. Đồn trưởng Bạch bố bàn. Có kiểu ngậm máu phun người thế à? Nếu không phải để anh là cán bộ thôn thì vì câu này tôi đã bắt giữ anh rồi. Dọa ai thế hả? À? Đảng viên xưa nay không sợ cường quyền, anh dám áp bức, chúng tôi dám phản kháng, Cùng lắm thì toàn thôn đi lên kêu oan Lão hướng đối đầu chan chát Chỉ trích cảnh sát không tra bọn bán hàng giả Chuyên môn cái chuyện với dân Đang trong giai đoạn triển khai hoạt động chỉnh đốn kỷ luật toàn quốc Ảnh hưởng lớn với cơ sở Đặc biệt thái độ với quần chúng chuyển biến lớn Ví dụ loại tình huống này Dân cảnh rất khách khí An ngồi các chủ quán đang tức giận Có đều không ăn thua Chủ quán thao thao bất tuyệt Chỉ trích ban quản lý khu phong cảnh Liệt kê đủ tội của ban quản lý Đòi viết đơn kiện tại chỗ Loạn rồi Liêu Thanh cấp sinh trí Gọi trợ thủ tới mật mưu vài câu Trợ thủ đi tìm người của công ty phi bằng Đang đợi ngoài đồn Sau đó Liêu Thanh và Diệp Dục Dân gặp mặt Quyết định dùng biện pháp đánh nhanh diệt gọn Không lâu sau đặt một cái tên lên trước mặt đôn trường bạch Chủ tập người này Theo như bên tiêu thụ phản ánh Đây là đối thủ cạnh tranh của họ Là nhà phân phối hàng ở đây Tôi hoài nghi y có liên quan Tờ giấy có tên Diệp Soái Với địa chỉ kèm theo Đài ngắm cảnh ở sạn đạo sinh thái trên đầu là trời cao mây bay dưới chân là hoàng hà quần quần tịch dương đã xuống sắc trời tối dần diệp soái đứng dựa lan can rất lâu từ khi nhận được điện thoại triệu tập cậu thực sự muốn đi à đương nhiên phải đi rồi phản ánh tạm thời không có chứng cứ vì sao không trì hoãn đỗ ngọc phân hỏi chuyện này không trì hoãn được không chỉ phía họ mà chúng ta cũng thế nếu không giải quyết nhanh mà cứ để chuyện nhập nhằng hơn ba vạn khách hàng sẽ đè bẹp chúng ta chuyện này nhờ chị hết diệp soái giận dò cẩn thận vậy nhỡ đỗ ngọc phân đầy một bụng lo âu mà không biết phải nói sao diệp soái nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm cuộc đời y không có mấy người khác giới lo lắng cho y như thế vì ít mà mới quý nét mặt không đành lòng từ ấy từ một cô gái xinh đẹp nam nhân nào không cảm động chỉ là trong lòng y có hình bóng tuyệt mỹ đó là tình cảm không thể thay thế Cười nói Chị đừng lo Sự kiện hắc cục ở Trung Quốc này không có mấy đâu Số tôi không tệ tí mức gặp phải Đỗ Ngọc Vân quyên luyến về xe Nhìn qua cửa sổ Từ khi Diệp Soái biến mất Mới đạp ca về thành phố Gọi điện thoại cho Đại ngưu đợi lệnh Cô vốn không quá thiết tha trong cuộc đấu tranh này Có nhiều lần khuyên Diệp Soái dừng tay Nhưng bây giờ không đè bè phi bằng Người gặp họa sẽ là Diệp Soái. Trời tối dần, để năng lượng mặt trời của khu phong cảnh không chạy nữa Đội cảnh sát cách sàn đảo sinh thái không xa Ở đây đã triệu tập tới 22 chủ quán Lưu Thành quyết không bỏ qua Thậm chí dùng cả thủ đoạn thẩm vấn hình sự với người dân Thực ra chuyện không khó Nhưng có kẻ cố ý làm chuyện đơn giản phức tạp hóa Chỉ là trong mắt dân nhà nghề Thì chẳng là gì Chỉ mới tròn làm loạn thị trường đục nực béo cò thôi Vì như Lưu Thanh triệu tập một chủ quán không ở thôn Ngỗ Long Dùng thế thủ đoạn chưa đẽ Tôi biết anh không phải ở thôn ngũ lòng, cũng biết anh không gây chuyện, nhưng anh phải biết gì đó. Anh không nói cũng được, tôi có quyền tạm giữ 48 giờ để điều tra. Không phải mất hai ngày làm ăn Anna, đánh trúng túi tiền người ta rồi. Ví dụ như kiếp người, ánh mắt luôn né tránh, nói chuyện loanh quanh không vào chủ đề chính, sau đó lưu thành bất tình linh làm một câu. Tưởng tôi không biết kẻ cung cấp hàng dơ trò à, bọn chúng trộm lừa, các anh tút cọc, sẽ đáp chuyện người ta chạy mất. Các anh chạy đi đâu Anh cho rằng phá điểm tiêu thụ của người ta là xong à Trách nhiệm phá hoại sẽ tính hết lên đầu các anh Bắt đầu gây mâu thuẫn nội bộ Chủ quán giao động rồi Hỏi đi hỏi lại cũng đang manh mối Đúng là có kẻ đứng sau xúi dục Đuổi điểm tiêu thụ khỏi khu phong cảnh Nhưng chưa đủ Dù có cái tên diệp dục dân cung cấp Nhưng đột phá làm sao sau để mấy người này nói ra cái tên đó Nói không rõ ràng cũng được Chỉ cần cái tên diệp soái xuất hiện trong lời khai của các chủ quán Hắn có cách định tội có câu trả lời cho lãnh đạo đây, Lưu Thanh đang suy ngẫm có dân cảnh đi vào nói. Tổ trưởng Lưu, triệu tập được dập xoáy về rồi. Hả? Nhanh thế, hiệu suất của các cậu thật cao. Lưu Thanh ngạc nhiên, mới 15 phút từ khi phát lệnh triệu tập. Không phải là anh ta tự đến ở ngay cổng. Dân cảnh đáp. Lưu Thanh đẩy ghế cùng trợ thủ chạy ra, chuyện này ngoài dữ liệu vừa đá cửa phanh ngay lại còn cách đất ra tới năm mươi mét ngoài cửa sắt có người được đám đông vây quanh đi tới đồn công an đều có giống bị triệu tập không khác gì ra đường hoan nghênh người nhà chủ quán liên tục nắm tay y nói gì đó vội vàng tới gần hơn nghe được một bác gái hỏi tiểu soái cậu cũng bị gọi tới đây rồi à thế thì mai chúng ta phải làm sao diệp soái cười trấn an cứ làm ăn như bình thường thôi hàng vẫn ở đó mà sẽ có người đưa hàng cho thím Lại có bà chị bê con lo lắng Tới gần Diệp Soái thi thầm Cảnh sát không bắt cầu Sẽ cầu tự nộp mình làm gì Trong thôn không ai khai ra hết Đừng nghe họ dọa Mặc dù là kết hợp lợi ích thôi song sự quan tâm này vẫn làm Diệp Soái Có chút ấm lòng thoải mái nói Cảnh sát bắt tôi làm gì Họ bắt bọn làm hàng giả đấy Ông già gạt tấm đông đi tới Tiểu Soái, Lão hứa Dương Hoa đều bị đồn công an gọi rồi Máy buôn bán ra sao Câu trả lời của Diệp Soái là Ông yên tâm cháu tới đây rồi Lát nữa họ sẽ ra thôi Thời gian qua chàng trai này ở thôn Ngũ Long Sáng sớm cùng họ đi bày hàng Giúp đỡ vác hàng dọn dẹp Tối về cùng ăn cơm uống điệu đánh bài Gặp ai cũng chào chú chào gì Rất hiền lành thật thà Quan trọng hơn nữa lại còn giúp mọi người kiếm được tiền nhiều hơn trước Giờ đây có chuyện một cái liền đứng ra Rõ ràng dù sẽ đa chuyện Cũng không đẩy lên người thôn dân Đúng là chàng trai tốt Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt Hai vị cảnh sát hình sự cũng nhận ra ngay Đây đúng là kẻ đứng sau thao túng tất cả rồi Không ngờ y dám gồng nghênh tới đội cảnh sát Đây không phải thằng gốc thì có bối cảnh Ngoài mặt đường Đối một chiếc Audi Một chiếc khuynh đai Tần nhẫm và Diệp Dục Dân đứng ngoài xe ngỡ người Không nghĩ chuyện dễ dàng như vậy Diệp xoáy tự nộp mình trong xe phó tổng diêm và lâm bằng phi bất an đáng lẽ gặp phải chuyện này diệp xoáy sẽ phải trốn tránh ai ngờ người ta hiên ngang tới nơi gan thực sự quá lớn căn bản không có chuyện này ra gì diệp xoáy đột nhiên dừng lại hơn năm mươi người cũng dừng theo y ngạt đám đông đi tới phía tần nhiễm diệp dục dân giọng nói chân thành mà quan tâm trời lý tần chủ quản diệp xin nói chuyện lời với tổng giám đốc quả phi bằng các vị vài câu làm ăn thì làm cho đàng hoàng Đừng bày mấy trò bằng môn tà đạo ra Các vị chỉ huy cảnh sát bắt tôi thì sao nào Dù tôi có bị bắt chăng nữa Các vị cho rằng thị trường này sẽ qua các vị sao Nếu có một ngày Có người dùng thủ đoạn tương tự với các vị Các vị sẽ thấy khó chịu là như thế nào À thì ra là bọn chúng Người quả phi bằng Chính bọn chúng đứng sau sai phép cảnh sát Bắt người nhà của chúng ta Đám người này có ai ra gì nữa không Trước kia bán nàng như bố thí cho người khác Từ lâu đã biết không phải kẻ tử tế rồi mà thôn dân ở sau si sâm chi trò làm tần nhiễm và diệp dục dân như có cái đâm sau lưng không cả dám đáp lời diệp soái hối hận sau lại đứng đây diệp soái nói xong đi thẳng tới đồn công an giữa tay hô vang các vị hương thân các chú các thím các anh các chị sau này tôi định ở lại thôn ngũ lòng sống ở bên hoàng hà trở thành người cùng thôn với mọi người mọi người có hoan nghênh không hoan nghênh hoan nghênh tiếng hoan nghênh không dứt bên tai tiếp theo đó là tiếng bố tay đau đau thôn dân phân chân nói cười tạm thời quên cả sự việc trước mắt cảnh sát đã ra ngoài nhìn thấy cảnh này không dám tới chịu tập y diệp xoáy vất bả lắm mới đã khỏi đám đông vào đồn đồn trừng bạch phi công khuyên mọi người về đi có điều chả anh nghe ông ta vẫn tụ tập ở đó diệp xoáy đi vào đồn trừng bạch cũng vào theo lát sau hứa lão duệ đi ra sau đó lần lượt là các chủ quan khác Tiền trộm lừa đã tới rồi những kẻ rút cọc không ai quan tâm nữa Thả ra cho yên chuyển Ai dè bọn họ tính nhầm đôi Những người được thả không đi Còn tụ tập với nhau thì thầm không biết thương lượng cái gì Cứ nhìn tình hình này thì đủ biết Chuyện không dễ dàng diễn ra như ý muốn của đám người phi bằng Do bị đám thôn dân nhận ra Tân nhiễm và diệp dục dân không dám mở gần đồn công an nữa Họ lái xe tránh đồn công an một quãng Thế nhưng thời gian dài không có điện thoại của Lưu Thanh Đột cuộc xảy ra chuyện gì họ không sao phán đoán được đã ai vào nơi này đâu mà biết Cả người nghĩ đa chủ ý này là phó tổng giám đốc Diêm Cũng không hiểu nổi dụng ý của Diệp Soái Nhưng biết ý định dở cho gì Nhưng ông ta không dám tự tin có thể cầm chân được y nữa Lại qua một lúc nữa Thêm hai xe của phân cục cảnh sát tới nơi Lâm Bằng Phi mừng thầm Đây là kết quả cục trừng trần Coi trọng cao độ Ở chuyện này cục trừng trần có thể diện không nhỏ Dưới áp lực mạnh mẽ của cảnh sát Dù có một sơ hở nhỏ nhất cũng đủ vĩnh viễn đá diệp xoáy khỏi cuộc chơi đổi 8 giờ 45 phút, sau khi diệp xoáy vào đúng một tiếng, nhóm người phi bằng đốt cuộc nhận được tin tức, phòng quan hệ xã hội của công ty đã hiệp thương với đài truyền hình và tòa báo, tạm thời áp được tin liên quan tiêu thụ hàng giả bị du khách tấn công, cái giá chắc chắn không hề nhỏ, mười mấy vạn tiền mua quảng cáo là khó tránh khỏi. Tổn thất này phi bằng cánh được Nhưng chỉ vì một thị trường nhỏ nhỏ này thì lại là cái giá quá lớn rồi. 9 giờ 15 phút, điện thoại của Diệp Dục Dân, Tần Nhiễm, Lâm Bằng Phi, Phó Tổng Diêm đồng loạt reo lên. Diệp Dục Dân vừa bắt máy, bên kia điện thoại có người tương đối chất vấn. Chủ quản Diệp, sau này có người bán đồ uống số lượng lớn trong khu vực của tôi. Đúng là Coca-Cola, Spy và Hồi Nguyên ở chợ đêm Tây Nhai bán được một lúc lâu rồi. Không thể nào, nhà bán buôn của công ty có hợp đồng mà, cậu nhìn đó chứ, nhiều không? Hai xe tải Anh bảo chúng tôi làm ăn thế nào đây Công ty đảm bảo cung cấp độc quyền cho chúng tôi cơ mà Chuyện này là thế nào Chờ chút ông chủ đường Anh chưa nóng Tôi xử lý ngay Các anh xem mà làm Các anh không quản người khác tới chỗ tôi bán hàng Tôi trả sợ gì mà không nhảy vào chỗ khác đâu Đừng đừng Ông chủ đường Làm thế chỉ tiêm loạn thôi Anh ghi lại số xe Tốt nhất chụp anh lại hiện trường Tôi nhanh chóng giúp anh nghĩ cách Sau bộ hồi trò chuyện không khác gì cãi nhau khó khăn lắm mới vỗ về được nhà bán buôn họ đường chưa kịp xác nhận là có người tới quảng trường trung nguyên bán hàng ở đó đông người quy mô thị trường không kém điểm du lịch nhỏ mỗi khi trời nóng người dân ra đó vui chơi hóng mát cực đông tới tận khuya cũng có hai xe mười mấy người bán hàng diệp dục dân nghe khiếp hãi cúp điện thoại quay sang phía tần Diễm tần Diễm cũng nhận được điện thoại tương tự ở phố thương nghiệp á tế á và gần đại học trung châu chuyện đáng sợ nhất tốt cuộc đã xảy ra rồi hai người đồng loạt mở cửa xe chạy tới xe tổng giám đốc mà xe phía trước cũng mở cửa phó tổng diêm và lâm bằng phi nóng ruột xuống xe bốn người trao đổi tin tức liên tục có người gọi điện tới giờ còn thêm siêu thị giao hòa ra lời cũng bắt đầu nhập hàng số lượng lớn của bên khác nhà bán buồn trong khu vực nổi điên đến hiện trường đã muộn ai có ít quan hệ chút gọi cho diệp dục dân và tần nhiễm mới nhà buôn lâu năm của phía bằng trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc bày tỏ bất mãn hỏng đôi, tất cả đều ở trung tâm thành phố bọn chúng bán ngang giá kinh tiêu thụ của chúng ta hoàn toàn cố ý phá giá thị trường tần dẫm xem di động tìm kiếm về địa điểm trên bản đồ lấy quảng trường trung nguyên làm trung tâm đó là khu vực mẫn cảm nhất tập trung nhiều nhà buôn của họ đây là mùa tiêu thụ nóng cả thành phố tranh nhau nguồn hàng nếu có tin tức giảm giá còn chẳng lan như lửa cháy đồng hoang diệp dục dân xem bản đồ điện tử lầm bẩm liệu có phải là bọn chúng không Trừ bọn chúng ra thì còn có ai được nữa Á à, tôi nhớ ra rồi Bọn chúng còn Đỗ Ngọc Vân Cô ta là người trong nghề Mọi người xem Quảng trường, phố thương nghiệp, siêu thị Đều là nơi lợi nhuận cao Hơn nữa cách làm này rõ ràng chính quy hơn phong cách của Diệp Soái. Tần nhiễm phân tích Chát một cái Phó tổng diêm vũ chán Thất sách rồi Sao lại vô tình quên đi cô gái đó Nói một câu bằng lương tâm Đỗ Ngọc Vân là một nửa sức mạnh của chính đồng về năng lực lẫn kinh nghiệm ăn đứt cả tần nhiễm và diệp dục dân vừa kinh nghiệm lại khôn khéo nhưng tất cả bị thu hút hết về phía diệp soái bỏ bỏ quên cô gái này lâm bằng phi nãy giờ không nói một lời thế nhưng đi qua đi lại như kiến bò trào nóng cho thấy trong lòng ông ta bất an thế nào chuyện này xuất hiện quá bất ngờ rõ ràng là đối phương báo thù chuyện ở khu phong cảnh vì cách làm này tuy làm loạn thị trường của phi bằng nhưng nói cho cùng đối phương cũng không được lợi đối phương có nguồn hàng rồi nếu không tối đa chỉ hư trương thanh thế quấy phá khu vực nhỏ không thể tấn công toàn diện thế này hệ thống giá cào của phi bằng đất chặt chẽ không khi xuất hiện giao đồng khiến giảm giá lan đi với quy mô lớn tổn thất có thể lên tới hàng ngàn vạn còn cả nhang phân phối của họ nữa xích mích là khó tránh khỏi mau mau nghĩ cách tìm diệp xoáy đi đột cuộc lâm bằng phi đứng lại an bài hành động mau tìm diệp xoáy nói chấp nhận đàm phán pi Ý có điều kiện gì cứ đề xuất Chuyện này nhất định phải chặn lại Khu vực trung tâm này có ảnh hưởng lớn giá cả nơi khác Một khi lan ra mạng lưới tiêu thụ toàn thành phố Chúng ta bị tụt thầu không chỉ 1-2 năm Đi đi sao đứng yên thế Cả đám miệng đắng ghét Vì sao đứng yên à Phó Tổng Diêm chỉ đồn công an Tổng giám đốc Lâm Diệp Soái đang ở trong đó chưa ra Hả ai Lâm Bằng Phi chợt nhớ Người ta bị mình dùng áp lực đưa vào đồn đôi đi thêm vài vòng nữa cắn đăng an bài tiểu tần dục dân trở về thành phố tổ chức người tới hiện trường không cần biết chúng có bao nhiêu hàng giá cả thế nào mua hết lại nhất định mua hết toàn bộ có thể nhờ bán buôn thu hồi hộ phòng thị trường phòng quân hệ xã hội đội xe toàn bộ do hai người điều động quay lại quay lại hai người lập tức nhận lệnh đi ngay nhưng chưa được mấy bước đã bị lâm bằng phi gọi lại có điều ông ta mở miệng mấy lần không nói được Rõ ràng đang đối chí cực độ Mất một lúc mới tổ chức được ngôn ngữ ra lệnh Kho hàng Bọn chúng cần kho hàng Nếu như có một lượng hàng lớn Thì phải có kho hàng tương ứng Nhất định phải tìm đao kho hàng Thu hồi toàn bộ Diệp Soái đã vào rồi Người còn lại chẳng qua chỉ là những kẻ nhắm vật tiền thôi Cho bọn chúng tiền Còn hàng thì nhất định phải thu hồi Tổng giám đốc Lâm yên tâm Tôi biết kho hàng của bọn chúng khả năng ở đâu Diệp dục dân ngay lập tức Nghĩ tới bãi hàng cực lớn ở nhà ga không thì bọn chúng cái kho ở đường Thái Viên Hai người chạy về xe Khởi động phong đi như làn khói Dọc đường điện thoại không ngớt Ăn bài những nhà buôn kia tới hiện trường Thương lượng Sai nhân viên phân phối hàng của phòng thị trường khẩn cấp tới nơi Tức thì toàn bộ công ty đều hành động Ở nơi xe rời đi Dưới ánh đèn Lâm Bằng Phi đi bộ suy nghĩ rất lâu Không ngừng có điện thoại gọi tới Tức giận ném điện thoại cho phó tổng diêm Phó Tổng giám nhận điện thoại Toàn bộ trả lời sẽ giải quyết ngay đối cúp Ôi cái thằng Kiều Vương bắt đàn đó Trước khi chết cũng không quên cắn chúng ta một cái Lâm Bằng Phi tức tối mở cửa xe Hạ thấp lưng ghế đôi nằm xuống Rồi lại như nằm phải bàn trông ngồi bật dậy Tổng Giám Đốc Lâm Chúng ta làm như vậy có phải hơi chút được không bằng mất đổi không Phó Tổng Diệm vào xe nói Không biết là nói chuyện được mất thị trường hay được mất được chuyện này không dừng lại được nữa rồi Chuyện bất tâm kiểm soát rồi Giờ cả chúng ta cũng không thể quyết định nữa Chẳng lẽ giờ tôi lại bảo Cục trường trần thái y ra Người ta không trở mặt với tôi mới lạ Lâm Bằng Phi nhìn về phía đồn công an đèn sáng trưng Có chút cảm giác cưỡi hổ khó xuống Còn Phó Tổng Diêm Lại nghĩ tới mấy ngày trước Dịp xoáy tới đàm phán hòa bình Ông ta trịnh thượng gạt phát đi Giờ hối cũng muộn Cứ thế này sẽ lưỡng bại câu thương mất Thiệt hại lớn nhất tất nhiên là họ các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những đức cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.